1m25, nặng 45 kg. Robot dịch vụ đầu tiên do Việt Nam nghiên cứu và chế tạo thành công có tên gọi là Topio Dio. Topio Dio có 3 bánh xe di chuyển, 28 bậc tự do tương đương với các khớp. Có thể dịch chuyển tới bất cứ đâu nhờ một thiết bị điều khiển không dây hoạt động qua mạng Internet, nhờ camera tích hợp và máy dò chướng ngại vật. Với hình dáng con người, Topio Dio rất có khả năng trong việc giao tiếp, chào đón khách hàng thông qua những hành động thân thiện như tặng một em bé chiếc đĩa bay đồ chơi như thế này. Anh Trường giải thích của em về thế nào? Vấn đề mấu chốt nhất trong chế tạo robot đấy là chúng tôi sẽ phải tự nghiên cứu và chế tạo hầu như mọi cái thành phần của robot để làm sao cho robot vừa đủ cái chất lượng và tính năng tốt đáp ứng yêu cầu khách hàng mà lại với mức giá rất là rẻ. Vì nếu như chỉ cần đi mua một trong những cái thành phần chính của robot thôi thì giá robot sẽ không còn rẻ nữa. Các công ty robot hàng đầu trên thế giới tham dự triển lãm đã rất ngạc nhiên khi thấy robot Việt Nam được sản xuất ở mức độ rất sâu. Tức là các nhà nghiên cứu Việt Nam đã tự viết phần mềm cho robot và tự chế tạo chúng. Hiện rất nhiều tập đoàn robot lớn trên thế giới không có khả năng tự làm tất cả mọi thành phần của một con robot. Họ vẫn phải mua một số bộ phận hay phần mềm từ các công ty khác. Robot Topio Dio có khả năng thay thế con người để giải quyết công việc trong những khu vực nguy hiểm như phun hóa chất trong vùng dịch bệnh, bưng bê trong vùng có nhiễm xạ hay trong những trường hợp cứu nạn, giúp đỡ người già đau yếu. Chúng ta robot công nghiệp là rất cần, thế nhưng robot công nghiệp chúng ta cũng chưa bắt đầu. Nhưng mà lại tiếp nhận ngay được những vấn đề của robot thông minh, robot dịch vụ và hoàn toàn có thể làm được, chọn được. Vậy thì chọn đối tượng nào? Đấy này kia thì trong những đối tượng của robot dịch vụ thì có một cái đối tượng mà rất hấp dẫn, đó là robot phục vụ chiến đấu, phục vụ an ninh, phục vụ cứu hộ. Trong cái hội robot quốc tế thì đang thành lập cái hội robot châu Á, người ta xếp Việt Nam ở cái mức cao đấy, mức như thứ tư về sự tiếp cận về công nghệ. Hiện giá thành của một robot dịch vụ do Việt Nam sản xuất có giá khoảng 30.000 đô la Mỹ. Còn robot công nghiệp có giá khoảng 5.000 đô la Mỹ, trong khi một robot công nghiệp tương tự của nước ngoài giá thành lên tới 40.000 đô la Mỹ. Nếu có một chiến lược đầu tư đúng, Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển một ngành công nghiệp robot cạnh tranh.